Nếu cho bạn chọn giữa một chiếc Ford và một chiếc Ferrari, bạn sẽ chọn chiếc nào? Đương nhiên là Ferrari đúng không? Vừa đắt, vừa đẹp lại tượng trưng cho thân phận. Nhưng vào những năm 60, nếu có người dám nói Ferrari tốt, sẽ lập tức bị người ta chê cười. Số tiền mỗi năm chúng tôi tiêu cho nhà vệ sinh còn cao hơn cả số vốn đầu tư vào sản xuất của các vị. Cũng bởi ông chủ của Ferrari quá đam mê đua xe, lúc này bọn họ đã sắp phá sản và chuẩn bị mua lại. Nói là làm, ông chủ Ford liền hạ lệnh, cấp dưới liền mang theo 10 triệu đô đến nhà ông chủ Ferrari. Nhưng ông chủ Ferrari cũng không phải dạng vừa. Cái gì? 10 triệu đô? Các người đang làm nhục tôi đấy hả? Ông ấy không những không đồng ý, còn kêu người của Ford cút xéo và còn nói vô cùng khó nghe. Ông chủ Ford, các người chỉ có thể sản xuất những chiếc xe rởm từ những nhà máy tồi tàn. Rồi nói ông chủ Ford có làm thế nào cũng chỉ là nhị thế tổ. Ông chủ Henry Ford là người thừa kế hãng Ford, chưa từng chịu sự sỉ nhục như vậy. Ông ta vô cùng tức giận, liền lập tức quyết định, ông ta muốn thắng Ferrari, ông ta muốn giành quán quân, không cần biết tốn bao nhiêu tiền và dùng đến thủ đoạn nào, mục tiêu duy nhất đó là cuộc đua Le Mans 24 giờ. Le Mans 24 giờ là cuộc đua như thế nào? Một chiếc xe đua, một đường đua và chạy liên tiếp trong 24 giờ. Hai tay đua thay phiên nhau nghỉ ngơi, thách thức giới hạn của tất cả những kỹ sư cùng các tay đua, và được giới đua xe gọi là đường đua ma quái. Ông chủ đã nói thế, cấp dưới đương nhiên là phải ngoan ngoãn nghe theo. Anh ta ban đầu tìm đến Carroll Shelby và kêu anh ta phụ trách việc này. Carroll Shelby lại là ai chứ? Anh ta chính là quán quân Le Mans 1959, nhưng bởi vì bệnh tim đập nhanh nên đã chuyển nghề làm bán xe kiêm ông bầu cho tay đua. Sau đó Carroll liền tìm đến tay đua nghiệp dư Ken Miles. Người đàn ông này là một cựu binh từng lái xe tăng với biệt danh Châu Bò. Hai nhân vật chính cuối cùng cũng lộ diện, nhưng muốn chế tạo ra một chiếc xe đua huyền thoại, đồng thời đánh bại được Ferrari sớm đã, đứng vững ở giải Le Mans sẽ khó đến thế nào? Chỉ có bốn chữ: khó hơn lên trời. Ngay đêm hôm đó, hai người Carroll liền vận chuyển chiếc xe đua còn chưa chỉnh sửa xong, rồi bắt đầu chạy thử. Bởi bọn họ không còn nhiều thời gian nữa, nên nhất định phải gấp rút. Chiếc xe đua dần được chỉnh sửa. Một hôm, phó chủ tịch Ford là Lee tìm đến Carroll, rồi kêu anh nói với Ken rằng bởi vì vấn đề hình tượng, nên Ken không thể lái xe của Ford, không thể tham gia cuộc đua Le Mans năm nay, bởi vì như thế sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Ford. Dưới con mắt của Lee, một người ăn mặc tầm thường lái xe Ford, điều này thật không hợp phong cách Ford chút nào. Rõ ràng là Lee không ưa Ken, nên tìm cớ. Ngày hôm sau, Carroll tìm đến Ken và nói với anh về chuyện này. Ken nghe tin như sét đánh bên tai. Một tay đua thì cần gì chứ? Họ cần không phải là tiền bạc, mà chính là cơ hội có thể phát huy trên đường đua danh giá và giành được vinh quang. Nhưng hiện thực đã khiến Ken vỡ mộng. Carroll cũng cảm thấy vô cùng áy náy. Trước khi Ken rời đi, anh liền nói với Carroll, trong lúc đua bọn họ nên để ý tốc độ xe, nếu không hộp số sẽ nóng. Cuộc đua kết thúc, kết quả vô cùng rõ ràng, một chiếc Ford chưa được cải tiến xong, làm sao mà đánh bại được Ferrari? Thất bại là chuyện đương nhiên, bởi vì giải Le Mans không chỉ mỗi về tốc độ, còn thử thách tính ổn định của chiếc xe. Sau khi Carroll trở lại, mặt anh vô cùng buồn bã. Anh đến văn phòng Henry Ford II và nói chuyện với ông ta. Anh nói nội bộ Ford có vấn đề quan liêu. Sau khi Henry Ford II nghe xong, nếu cho bạn chọn giữa một chiếc Ford và một chiếc Ferrari, bạn sẽ chọn chiếc nào? Đương nhiên là Ferrari đúng không? Vừa đắt, vừa đẹp lại tượng trưng cho thân phận. Nhưng vào những năm 60, nếu có người dám nói Ferrari tốt, sẽ lập tức bị người ta chê cười. Số tiền mỗi năm chúng tôi tiêu cho nhà vệ sinh còn cao hơn cả số vốn đầu tư vào sản xuất của các vị. Cũng bởi ông chủ của Ferrari quá đam mê đua xe, lúc này bọn họ đã sắp phá sản và chuẩn bị mua lại. Nói là làm, ông chủ Ford liền hạ lệnh, cấp dưới liền mang theo 10 triệu đô đến nhà ông chủ Ferrari. Nhưng ông chủ Ferrari cũng không phải dạng vừa. Cái gì? 10 triệu đô? Các người đang làm nhục tôi đấy hả? Ông ấy không những không đồng ý, còn kêu người của Ford cút xéo và còn nói vô cùng khó nghe. Ông chủ Ford, các người chỉ có thể sản xuất những chiếc xe rởm từ những nhà máy tồi tàn. Rồi nói ông chủ Ford có làm thế nào cũng chỉ là nhị thế tổ. Ông chủ Henry Ford là người thừa kế hãng Ford, chưa từng chịu sự sỉ nhục như vậy. Ông ta vô cùng tức giận, liền lập tức quyết định, ông ta muốn thắng Ferrari, ông ta muốn giành quán quân, không cần biết tốn bao nhiêu tiền và dùng đến thủ đoạn nào, mục tiêu duy nhất đó là cuộc đua Le Mans 24 giờ. Le Mans 24 giờ là cuộc đua như thế nào? Một chiếc xe đua, một đường đua và chạy liên tiếp trong 24 giờ. Hai tay đua thay phiên nhau nghỉ ngơi, thách thức giới hạn của tất cả những kỹ sư cùng các tay đua, và được giới đua xe gọi là đường đua ma quái. Ông chủ đã nói thế, cấp dưới đương nhiên là phải ngoan ngoãn nghe theo. Anh ta ban đầu tìm đến Carroll Shelby và kêu anh ta phụ trách việc này. Carroll Shelby lại là ai chứ? Anh ta chính là quán quân Le Mans 1959, nhưng bởi vì bệnh tim đập nhanh nên đã chuyển nghề làm bán xe kiêm ông bầu cho tay đua. Sau đó Carroll liền tìm đến tay đua nghiệp dư Ken Miles. Người đàn ông này là một cựu binh từng lái xe tăng với biệt danh Châu Bò. Hai nhân vật chính cuối cùng cũng lộ diện, nhưng muốn chế tạo ra một chiếc xe đua huyền thoại, đồng thời đánh bại được Ferrari sớm đã, đứng vững ở giải Le Mans sẽ khó đến thế nào? Chỉ có bốn chữ: khó hơn lên trời. Ngay đêm hôm đó, hai người Carroll liền vận chuyển chiếc xe đua còn chưa chỉnh sửa xong, rồi bắt đầu chạy thử. Bởi bọn họ không còn nhiều thời gian nữa, nên nhất định phải gấp rút. Chiếc xe đua dần được chỉnh sửa.
Một hôm, phó chủ tịch Paul Lally tìm đến Carol, rồi kêu anh nói với Ken rằng bởi vì vấn đề hình tượng nên Ken không thể lái xe của Paul, không thể tham gia cuộc đua Le Mans năm nay, bởi vì như thế sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Paul. Dưới con mắt của Lee, một người ăn mặc tầm thường lái xe Ford, điều này thật không hợp phong cách Ford chút nào. Rõ ràng là Lee không ưa Ken nên tìm cớ. Ngày hôm sau, Carol tìm đến Ken và nói với anh về chuyện này. Ken nghe tin như sét đánh bên tai. Một tay đua thì cần gì chứ? Họ cần không phải là tiền bạc, mà chính là cơ hội có thể phát huy trên đường đua danh giá và giành được vinh quang. Nhưng hiện thực đã khiến Ken vỡ mộng. Carol cũng cảm thấy vô cùng áy náy. Trước khi Ken rời đi, anh liền nói với Carol, trong lúc đua bọn họ nên để ý tốc độ xe, nếu không hộp số sẽ nóng. Cuộc đua kết thúc, kết quả vô cùng rõ ràng, một chiếc Ford chưa được cải tiến xong, làm sao mà đánh bại được Ferrari? Thất bại là chuyện đương nhiên, bởi vì giải Le Mans không chỉ mỗi về tốc độ, còn thử thách tính ổn định của chiếc xe. Sau khi Carol trở lại, mặt anh vô cùng buồn bã. Anh đến văn phòng Henry Ford II và nói chuyện với ông ta. Anh nói nội bộ Ford có vấn đề quan liêu. Sau khi Henry Ford II nghe xong, nếu cho bạn chọn giữa một chiếc Ford và một chiếc Ferrari, bạn sẽ chọn chiếc nào? Đương nhiên là Ferrari đúng không? Vừa đắt vừa đẹp lại tượng trưng cho thân phận. Nhưng vào những năm 60, nếu có người dám nói Ferrari tốt, sẽ lập tức bị người ta chê cười. Số tiền mỗi năm chúng tôi tiêu cho nhà vệ sinh còn cao hơn cả số vốn đầu tư vào sản xuất của các vị. Cũng bởi ông chủ của Ferrari quá đam mê đua xe, lúc này bọn họ đã sắp phá sản và chuẩn bị mua lại. Nói là làm, ông chủ Ford liền hạ lệnh, cấp dưới liền mang theo 10 triệu đô đến nhà ông chủ Ferrari. Nhưng ông chủ Ferrari cũng không phải dạng vừa. Cái gì? 10 triệu đô? Các người đang làm nhục tôi đấy hả? Ông ấy không những không đồng ý, còn kêu người của Ford cút xéo và còn nói vô cùng khó nghe. Ông chủ Ford các người chỉ có thể sản xuất những chiếc xe rởm từ những nhà máy tồi tàn. Rồi nói ông chủ Ford có làm thế nào cũng chỉ là nhị thế tổ. Ông chủ Henry Ford là người thừa kế hãng Ford, chưa từng chịu sự sỉ nhục như vậy. Ông ta vô cùng tức giận, liền lập tức quyết định, ông ta muốn thắng Ferrari, ông ta muốn giành quán quân, không cần biết tốn bao nhiêu tiền và dùng đến thủ đoạn nào, mục tiêu duy nhất đó là cuộc đua Le Mans 24 giờ. Le Mans 24 giờ là cuộc đua như thế nào? Một chiếc xe đua, một đường đua và chạy liên tiếp trong 24 giờ. Hai tay đua thay phiên nhau nghỉ ngơi, thách thức giới hạn của tất cả những kỹ sư cùng các tay đua, và được giới đua xe gọi là đường đua ma quái. Ông chủ đã nói thế, cấp dưới đương nhiên là phải ngoan ngoãn nghe theo. Anh ta ban đầu tìm đến Carroll Shelby và kêu anh ta phụ trách việc này. Carroll Shelby lại là ai chứ? Anh ta chính là quán quân Le Mans 1959, nhưng bởi vì bệnh tim đập nhanh nên đã chuyển nghề làm bán xe kiêm ông bầu cho tay đua. Sau đó Carroll liền tìm đến tay đua nghiệp dư Ken Miles. Người đàn ông này là một cựu binh từng lái xe tăng với biệt danh châu bò. Hai nhân vật chính cuối cùng cũng lộ diện, nhưng muốn chế tạo ra một chiếc xe đua huyền thoại, đồng thời đánh bại được Ferrari sớm đã, đứng vững ở giải Le Mans sẽ khó đến thế nào? Chỉ có bốn chữ: khó hơn lên trời. Ngay đêm hôm đó, hai người Carroll liền vận chuyển chiếc xe đua còn chưa chỉnh sửa xong, rồi bắt đầu chạy thử. Bởi bọn họ không còn nhiều thời gian nữa, nên nhất định phải gấp rút. Chiếc xe đua dần được chỉnh sửa. Một hôm, phó chủ tịch Paul Lally tìm đến Carroll, rồi kêu anh nói với Ken rằng bởi vì vấn đề hình tượng nên Ken không thể lái xe của Ford, không thể tham gia cuộc đua Le Mans năm nay, bởi vì như thế sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Ford. Dưới con mắt của Lee, một người ăn mặc tầm thường lái xe Ford, điều này thật không hợp phong cách Ford chút nào. Rõ ràng là Lee không ưa Ken nên tìm cớ. Ngày hôm sau, Carroll tìm đến Ken và nói với anh về chuyện này. Ken nghe tin như sét đánh bên tai. Một tay đua thì cần gì chứ? Họ cần không phải là tiền bạc, mà chính là cơ hội có thể phát huy trên đường đua danh giá và giành được vinh quang. Nhưng hiện thực đã khiến Ken vỡ mộng. Carroll cũng cảm thấy vô cùng áy náy. Trước khi Ken rời đi, anh liền nói với Carroll, trong lúc đua bọn họ nên để ý tốc độ xe, nếu không hộp số sẽ nóng. Cuộc đua kết thúc, kết quả vô cùng rõ ràng, một chiếc Ford chưa được cải tiến xong, làm sao mà đánh bại được Ferrari? Thất bại là chuyện đương nhiên, bởi vì giải Le Mans không chỉ mỗi về tốc độ, còn thử thách tính ổn định của chiếc xe. Sau khi Carroll trở lại, mặt anh vô cùng buồn bã. Anh đến văn phòng Henry Ford II và nói chuyện với ông ta. Anh nói nội bộ Ford có vấn đề quan liêu. Sau khi Henry Ford II nghe xong, nếu cho bạn chọn giữa một chiếc Ford và một chiếc Ferrari, bạn sẽ chọn chiếc nào? Đương nhiên là Ferrari đúng không? Vừa đắt vừa đẹp lại tượng trưng cho thân phận. Nhưng vào những năm 60, nếu có người dám nói Ferrari tốt, sẽ lập tức bị người ta chê cười. Số tiền mỗi năm chúng tôi tiêu cho nhà vệ sinh còn cao hơn cả số vốn đầu tư vào sản xuất của các vị. Cũng bởi ông chủ của Ferrari quá đam mê đua xe, lúc này bọn họ đã sắp phá sản và chuẩn bị mua lại. Nói là làm, ông chủ Ford liền hạ lệnh, cấp dưới liền mang theo 10 triệu đô đến nhà ông chủ Ferrari. Nhưng ông chủ Ferrari cũng không phải dạng vừa. Cái gì? 10 triệu đô? Các người đang làm nhục tôi đấy hả? Ông ấy không những không đồng ý, còn kêu người của Ford cút xéo và còn nói vô cùng khó nghe. Ông chủ Ford các người chỉ có thể sản xuất những chiếc xe rởm từ những nhà máy tồi tàn. Rồi nói ông chủ Ford có làm thế nào cũng chỉ là nhị thế tổ. Ông chủ Henry Ford là người thừa kế hãng Ford, chưa từng chịu sự sỉ nhục như vậy. Ông ta vô cùng tức giận, liền lập tức quyết định, ông ta muốn thắng Ferrari, ông ta muốn giành quán quân,
không cần biết tốn bao nhiêu tiền và dùng đến thủ đoạn nào. Mục tiêu duy nhất đó là cuộc đua Le Mans 24 giờ. Le Mans 24 giờ là cuộc đua như thế nào? Một chiếc xe đua, một đường đua và chạy liên tiếp trong 24 giờ. Hai tay đua thay phiên nhau nghỉ ngơi, thách thức giới hạn của tất cả những kỹ sư cùng các tay đua và được giới đua xe gọi là đường đua ma quái. Ông chủ đã nói thế, cấp dưới đương nhiên là phải ngoan ngoãn nghe theo. Anh ta ban đầu tìm đến Carol Shelby và kêu anh ta phụ trách việc này. Carol Shelby lại là ai chứ? Anh ta chính là quán quân Le Mans 1959, nhưng bởi vì bệnh tim đập nhanh nên đã chuyển nghề làm bán xe kiêm ông bầu cho tay đua. Sau đó Carol liền tìm đến tay đua nghiệp dư Ken Miles. Người đàn ông này là một cựu binh từng lái xe tăng với biệt danh Châu Bò. Hai nhân vật chính cuối cùng cũng lộ diện, nhưng muốn chế tạo ra một chiếc xe đua huyền thoại đồng thời đánh bại được Ferrari sớm đã, đứng vững ở giải Le Mans sẽ khó đến thế nào? Chỉ có bốn chữ: khó hơn lên trời. Ngay đêm hôm đó, hai người Carol liền vận chuyển chiếc xe đua còn chưa chỉnh sửa xong rồi bắt đầu chạy thử. Bởi bọn họ không còn nhiều thời gian nữa nên nhất định phải gấp rút. Chiếc xe đua dần được chỉnh sửa. Một hôm, phó chủ tịch Paul Lally tìm đến Carol rồi kêu anh nói với Ken rằng bởi vì vấn đề hình tượng nên Ken không thể lái xe của Paul, không thể tham gia cuộc đua Le Mans năm nay, bởi vì như thế sẽ ảnh hưởng đến danh dự của Paul. Dưới con mắt của Lee, một người ăn mặc tầm thường lái xe Ford, điều này thật không hợp phong cách Ford chút nào. Rõ ràng là Lee không ưa Ken nên tìm cớ. Ngày hôm sau, Carol tìm đến Ken và nói với anh về chuyện này. Ken nghe tin như sét đánh bên tai. Một tay đua thì cần gì chứ? Họ cần không phải là tiền bạc, mà chính là cơ hội có thể phát huy trên đường đua danh giá và giành được vinh quang. Nhưng hiện thực đã khiến Ken vỡ mộng. Carol cũng cảm thấy vô cùng áy náy. Trước khi Ken rời đi, anh liền nói với Carol trong lúc đua bọn họ nên để ý tốc độ xe, nếu không hộp số sẽ nóng. Cuộc đua kết thúc, kết quả vô cùng rõ ràng. Một chiếc Ford chưa được cải tiến xong, làm sao mà đánh bại được Ferrari? Thất bại là chuyện đương nhiên, bởi vì giải Le Mans không chỉ mỗi về tốc độ, còn thử thách tính ổn định của chiếc xe. Sau khi Carol trở lại, mặt anh vô cùng buồn bã. Anh đến văn phòng Henry Ford II và nói chuyện với ông ta. Anh nói nội bộ Ford có vấn đề quan liêu. Sau khi Henry Ford II nghe xong,